Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Huấn luyện viên Chu Dê dặn đội tuyển Việt Nam làm điều then chốt trước đội tuyển Hàn Quốc. Huấn luyện viên Hàn Quốc nói lời bất ngờ về đội tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải dính chấn thương, lỡ dịp đối đầu với Son Heung-min. Công Phượng nhận tin vui sau 6 tháng ngồi dự bị ở Nhật Bản. Huấn luyện viên Chu Dê dặn đội tuyển Việt Nam làm điều then chốt trước Hàn Quốc. Huấn luyện viên Philippe Chu Dê thừa nhận Hàn Quốc có trình độ rất cao và tuyển Việt Nam buộc phải chơi phòng ngự, đồng thời các cầu thủ cần phải tự tin hơn. Sau hai trận thua đều với tỷ số 0-2 trước Trung Quốc và Uzbekistan, tuyển Việt Nam gặp đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc ở trận đấu cuối cùng trong đợt FIFA Day vào tháng 10. Trên bảng xếp hạng FIFA, Hàn Quốc đứng thứ 26, hơn tuyển Việt Nam 69 bậc. Huấn luyện viên Philippe Chu Dê thừa nhận Hàn Quốc ở một đẳng cấp khác so với đội tuyển Việt Nam. Và trận đấu trên sân vận động Suwon tối ngày mai sẽ là thế trận một chiều với thời gian kiểm soát bóng có thể lên tới 70% dành cho đội chủ nhà. Điều này buộc đội tuyển Việt Nam phải tổ chức hàng phòng ngự thật tốt và khi có bóng, các cầu thủ cần tự tin đối đầu với các ngôi sao Hàn Quốc, triển khai lối chơi, tìm kiếm cơ hội. Chúng tôi đang trong quá trình xây dựng đội hình cho những mục tiêu sắp tới. Ở trận đấu gặp Hàn Quốc, tuyển Việt Nam xác định sẽ phải chơi phòng ngự trong khoảng 60-70% thời gian. Một trong những yếu tố giúp đội tuyển Việt Nam có thể giảm thiểu được thời lượng cách biệt như vậy giữa có bóng và không có bóng đó là cầu thủ của chúng ta phải bình tĩnh hơn, vượt qua áp lực từ đối phương. Huấn luyện viên Philippe Chu Dê phát biểu trong một họp báo trước trận đấu gặp đội tuyển Hàn Quốc. So với các cầu thủ Hàn Quốc, cầu thủ Việt Nam có khoảng cách nhất định về mặt trình độ. Tuy nhiên, tôi kỳ vọng các học trò của mình thể hiện được quyết tâm cao nhất. Đây là cơ hội để họ có được thử sức mình, đo sức với đối thủ hàng đầu thế giới, chiến lược gia người Pháp nhấn mạnh. Ông cho hay thêm, chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc so tài này. Tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị, chú trọng cải thiện những gì không thể làm được trong trận đấu gặp Trung Quốc và Uzbekistan. Loạt 3 trận đấu giao hữu được tổ chức trong tháng 10 là bước đệm để đội tuyển trở thành một khối thống nhất. Trong khi đó, trung vệ Duy Mạnh khẳng định mình và các đồng đội ra sân chiến đấu với niềm tự hào vì hình ảnh bóng đá Việt Nam. Tuyển Việt Nam ra sân với sự tự hào và sự tự tin. Tất cả chúng tôi ở đây đại diện cho đội tuyển quốc gia. Dù là trận đấu giao hữu nhưng mỗi trận đấu là một sự trải nghiệm rất quý báu. Hàn Quốc có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Chúng tôi cũng có mơ ước bóng đá Việt Nam phát triển nhanh, theo kịp các đội nhiều lần dự World Cup như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Toàn đội luôn tuân thủ chiến thuật, đấu pháp, thể hiện tinh thần cao nhất để có thể đạt được kết quả tốt trong trận đấu gặp Hàn Quốc. Chúng tôi chơi một trận cống hiến và mong là trận đấu ngày mai sẽ hấp dẫn. Duy Mạnh chốt lại. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam Hàn Quốc diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 10 trên sân vận động Suwon, Hàn Quốc. Huấn luyện viên Hàn Quốc nói lời bất ngờ về đội tuyển Việt Nam. Trên trận giao hữu trên sân vận động Suwon, huấn luyện viên Jurgen Klinsmann có những nhận định đầy bất ngờ về đội tuyển Việt Nam. 18 giờ ngày 17 tháng 10 trên sân vận động Suwon World Cup, tuyển Việt Nam sẽ có trận so tài với chủ nhà Hàn Quốc. Trước trận đấu giao hữu, huấn luyện viên Jurgen Klinsmann bày tỏ sự tôn trọng Việt Nam và khẳng định Hàn Quốc cần chạm trán những đối thủ đa dạng. Tôi nghĩ Việt Nam không yếu một chút nào, huấn luyện viên Klinsmann nói ở họp báo chiều ngày 16 tháng 10. Tôi dự định tiếp cận như một trận đấu chính thức để kiểm tra đội tuyển đã hoàn thiện đến đâu và cần cải thiện điều gì. Trước cuộc đối đầu, Việt Nam vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp trước Trung Quốc và Uzbekistan cùng với tỷ số 0-2. Trong khi đó, Hàn Quốc hạ đại diện mạnh của châu Phi là Tunisia 4-0. Trong quá khứ, Hàn Quốc gặp Việt Nam 6 lần, họ thắng 5, thua 1, thua 0-1 vào năm 2003 ở vòng loại Asian Cup 2004 với bàn duy nhất từ Phạm Văn Quyền. Hiện, tuyển Hàn Quốc xếp thứ 26 trên bảng xếp hạng FIFA, trên 69 bậc so với đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Klinsmann cho biết, ông dự định tung vào sân đội hình mạnh và tận dụng tối đa 6 quyền thay đổi người. Chúng ta phải duy trì tính liên tục và bền vững trong đội hình. Điều quan trọng khác là tạo cơ hội cho những người ít có cơ hội thi đấu. Chúng tôi vẫn cần kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của Son Heung-min và Hwang In-beom, có thể quyết định được khả năng ra sân thi đấu của họ. Trong trường hợp Son Heung-min vắng mặt, Kim Min-jae được thay thế làm đội trưởng của đội tuyển Hàn Quốc. Nói thêm về Kim Min-jae, tôi thật ngạc nhiên khi thấy sự trưởng thành của cậu ấy trong vài năm qua. Chúng tôi cũng đã chơi tốt ở trận đấu vừa qua với Tunisia. Việc ai được trao băng đội trưởng không quan trọng. Điều quan trọng là thành tích của toàn đội và cầu thủ trẻ trưởng thành như thế nào nhờ những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Huấn luyện viên Jurgen Klinsmann cho hay. Quế Ngọc Hải dính chấn thương, lỡ dịp đối đầu với Son Heung-min. Quế Ngọc Hải dính chấn thương rách bắp và không thể cùng đội tuyển Việt Nam chạm trán với Son Heung-min cùng đội tuyển Hàn Quốc ở trận đấu giao hữu sắp tới. Trung vệ Quế Ngọc Hải đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam gặp chủ nhà Trung Quốc ngày 10 tháng 10 ở thành phố Đại Liên. Sau trận đấu, cầu thủ của đầu quân cho câu lạc bộ Bình Dương đã phát hiện đau nhẹ ở vai và bắp chân. Kết quả kiểm tra lúc đó cho thấy vết đau không quá nặng.
Tuy nhiên sau khi ngồi ngoài trận đấu gặp Uzbekistan ngày 13 tháng 10 và thực hiện buổi tập đầu tiên tại Suwon, Hàn Quốc, Quế Ngọc Hải phát hiện bị đau nhiều hơn ở bắp chân. Sáng nay ngày 16 tháng 10, huấn luyện viên Philippe Chuzier đã cho trung vệ sinh năm 1993 đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện. Kết quả kiểm tra phim cho thấy Quế Ngọc Hải bị rách bắp chân. Như vậy đội tuyển Việt Nam chắc chắn vắng 3 cầu thủ trụ cột cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc. Ngoài Quế Ngọc Hải và Nguyễn Quang Hải còn có Tiến Linh bị treo đỏ sau thẻ đỏ nhận ở trận thua Trung Quốc 0-2. Sự vắng mặt của nhiều trụ cột sẽ là khó khăn thực sự với đội tuyển Việt Nam khi mà đối thủ của họ lại là một đội bóng hàng đầu châu lục. Đội tuyển Hàn Quốc của huấn luyện viên Klinsmann với những siêu sao hàng đầu như Son Heung-min, Lee Kang-in. Nhiều khả năng huấn luyện viên Chuzier sẽ sử dụng Bùi Hoàng Việt Anh để thay thế cho vị trí Quế Ngọc Hải ở trận đấu vào ngày 17 tháng 10, tức là ngày mai. Ngoài những trường hợp kể trên, đội tuyển Việt Nam còn có một ca chấn thương là Hồ Văn Cường. Tuyển thủ U23 bị đau sau pha va chạm ở trận đấu gặp Trung Quốc và phải khâu 7 mũi. Anh không tham dự trận đấu với Uzbekistan nhưng có thể trở lại trong cuộc đối đầu với Hàn Quốc. Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 10. Đội tuyển Hàn Quốc chưa có Son Heung-min khi cầu thủ này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Chia sẻ ở cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klinsmann cho biết: "Chúng tôi chưa thể xác nhận liệu Son Heung-min và Hwang In-beom có ra sân hay không. Họ cần kiểm tra tình trạng thể lực thông qua buổi tập chính thức. Ngay cả khi cả hai không thể thi đấu ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam cũng không thành vấn đề, bởi điều quan trọng đối với họ là để khoác áo đội tuyển quốc gia. Son Heung-min là đội trưởng, còn Hwang In-beom có nhiều kinh nghiệm. Điều quan trọng là phải tạo nên được sự đồng thuận trong toàn đội trước một giải đấu lớn." Tối ngày 16 tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân thi đấu Suwon World Cup. Ở buổi tập này, Quang Hải và Ngọc Hải đều vắng mặt. Các thủ còn lại đều có thể trạng thái tốt. Nhằm tiết kiệm thời gian, huấn luyện viên Chuzier cho các học trò khởi động ngay trong phòng thay đồ và ra sân bước vào phần làm nóng cơ thể với bài chế độ hình đối kháng ở giữa sân. Các tuyển thủ được yêu cầu chuyển bóng nhanh, chơi chạm và di chuyển liên tục. Ban huấn luyện liên tục đôn đốc nhắc nhở toàn đội về điều này. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi trận đấu sắp tới, đối thủ của đội tuyển Việt Nam là đội tuyển Hàn Quốc, thi đấu thiên về sức mạnh và pressing tốt. Công Phượng nhận tin vui sau 6 tháng dự bị ở Nhật Bản. Công Phượng được ra sân thi đấu ngay từ đầu trong trận thi đấu giao hữu của Yokohama FC. Mới đây, câu lạc bộ Yokohama có trận thi đấu giao hữu với Iwaki FC nhằm gây quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất ở phía đông Nhật Bản. Ở trận đấu này, Công Phượng được ra sân thi đấu ngay từ đầu, song không để lại dấu ấn nào đáng kể. Ở trận đấu này, Yokohama ghi 5 bàn vào lưới đối thủ để có được chiến thắng cách biệt. Công Phượng đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân dòng trạng thái chuyến đi ý nghĩa cùng với những bức ảnh thi đấu trước câu lạc bộ Iwaki. Đây là lần đầu tiên sau 6 tháng Công Phượng mới có thêm cơ hội ra sân trong màu áo của Yokohama sau khi chỉ ra sân trong những phút bù giờ ngày 5 tháng 4 năm 2023, trận đấu mà Yokohama đã để thua 2-3 trước Nagoya Grampus của sân chơi Cúp Liên đoàn. Yokohama sẽ gặp Tokyo FC vào ngày 21 tháng 10, tuy nhiên cơ hội ra sân của Công Phượng trong trận đấu này là không cao. Câu lạc bộ Yokohama đang đứng cuối bảng xếp hạng J-League 1 với 23 điểm sau 29 trận. Với việc thất sủng ở Yokohama, Công Phượng đối diện với nguy cơ đánh mất phong độ và suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam. Ở loạt trận đấu giao hữu FIFA Day vào tháng 10, Công Phượng không được huấn luyện viên Philippe Chuzier trọng dụng khi không thường xuyên được ra sân ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản.